10 phút nữa là cho đi về rồi, ráng nghe. Nên tuần lại không đâu. Tuần lại là thấy rồi đó. Nặng lần này nhiều rồi. Tuần được hay. Lú lú lên là chấm lại. Thiếu người lồn. Vậy ơi. Ở đây luôn nè, ở đây quay luôn. Ở dưới này không có đợi hả? Còn phải chơi. Alo. Dạ, chị Loan đúng không chị? À, đúng rồi em. Dạ, chị cho em hỏi cái học chị có nhận học viên không ạ? Có em. Dạ, cho em hỏi là học khóa học nặng bụng là có học sẹo rỗ hay nám gì không chị? Không em, bên chị không làm đó em. Dạ, bên chị chỉ học nặng bụng thôi chị. Đúng rồi em. Dạ, em muốn thêm mấy cái đó mà giờ thôi em học trước cái nặng bụng. Chị cho em hỏi là giờ học là học phí như nào chị? À, bên chị là khóa học 5 triệu em. Dạ, học trong bao lâu ạ? 2 tháng em. Dạ, em muốn học nhanh là được không chị? Nhanh hay không là do em học 1 tuần cũng được. Nhưng mà do em, giờ em nhanh hay chậm thôi chứ. Dạ. Ừ. Dạ, tại em cần học. Dạ, có gì em gọi lại chị nha. Có gì em nhắn tin Zalo chị nha. Dạ, dạ. Ok. Ủa, cái chỗ nãy đau quá. Chỗ này cũng đau lắm nè, nhưng mà nó rất là to nên mà ráng nghe. Ồ. To lắm, ráng. Ráng đi tôm. Số nhỏ trước à. Nhưng mà ghi cùng một bên luôn ha. Ghi số ở đây nha. Số ở trên cái chữ. Gần xong rồi, còn 6 phút nữa. Mua phát. Cho ông đi lần ông thức kinh. Nhưng mà không đi là không được á. Mặt này mà không đi sao hư liền. Gần rỗ rồi nè. Nè, hư trơn da nè. Nhà mẹ không lễ đó chứ. Không, mà thả lễ. Chứ không là... Mình nặng từ từ nha, nặng nhanh với ông xỉu. Họ gọi quay hay là gọi khách không em à?
Gần rồi, gần rảnh rồi, 5 phút nữa. Ok. 5 phút, 5 phút. Ăn hết rồi, ăn một xíu nữa. 4 phút nữa. Nói từng phút cho ông biết luôn. Quên phải trực nhắn rồi Quỳnh. Miếng rang rồi. Trời, ra rồi nè. Cái đóng luôn. Nặng mạnh một phát là ra cái đuôi luôn. Thằng này mình nặng thêm xí nữa chắc xịu thiệt. Ví dụ là nhiều quá. Nóng gì ta. Điều không biết số mấy. Em đang nghe nóng không em? Chỉ nghe đau thôi đúng không? Chắc tốt ướt hết cái lưng rồi. Ráng 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 cưng ơi, gần xong rồi, chuẩn bị xong. Cái bình thường 5,5. Bye bye. Ủa mày đi chi qua rứa? Mày đi xe máy. Ờ đừng ghê. Ghê quá, quá ghê. Bye bye nha. Bye.
Bye. Oh.